cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Thí sinh tiếp theo sẽ mang đến cho chúng ta một câu chuyện về chủ đề của chương trình tuần này, đó là sức mạnh tiềm ẩn. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ thí sinh Thùy Trang. Nguyên một tuần vừa qua là tập nhảy á, mệt vô cùng mệt, cái chân nó đau thì là đau mà PT phải nói là rồi giữ thiệt là giữ, không cho bỏ bất kỳ một vòng nào hết trơn á. Vừa nghỉ có vài giây lại bắt đầu động tác thể lực, nhảy lên, quỳ xuống, bốn chân rồi cứ nhảy lên, ráng đánh hết sức. Cái cơ lúc tối về thì nó bị giãn cơ, nó bị đau, leo lên giường không kịp, rửa mặt chứ hết, bò ra ngủ chèm bẹp luôn. Huấn luyện viên có nhận xét thể lực mình có, mình vẫn chưa tập hết sức của mình. Mẹ cứ ngày gọi điện thoại cũng mấy lần hỏi là ngày hôm nay ăn cái gì, con chịu nổi không, chán lên. Nói là mẹ yên tâm con làm được, không có gì hết trơn á. Nhưng mà lần nào cũng vừa cúp máy xong cái cũng khóc hết á. Nhớ mẹ ước gì á, quay sang ôm mẹ, nghĩ mẹ nhà ăn cơm có một mình à. Trang khẳng định rằng hip hop là sở đoản Trang cực kỳ yếu, vô cùng yếu. Động tác cứ dẻo, cứ uốn éo. Chỉ có ở cái đầu với động tác ngực và tay thôi đó mà Trang phải tập hết cả một buổi sáng. Trang và bạn nhảy đã dựng một bài nhảy về một bài già và một tên trộm. Thông điệp muốn mang lại đó là gừng càng già càng cay. Chuyện về kẻ cấp gặp bà già Thùy Trang và vũ công Mạnh Quyền. Thưa quý vị, sao miếu vậy? Tập cái này khó lắm mà sợ lâm buồn bà nhảy cho nên là trời ơi, tập khó sợ nhảy trật thầy buồn. Không sao đâu, mình là nghệ sĩ mà, cái không có cái gì hạnh phúc bằng ra sân khấu là phải làm hay hơn những cái gì mình tập. Tôi hiểu tâm cảm với bạn, nhưng mà chắc là quý vị thấy bài này ổn chứ đúng không quý vị? Với Nhã Kỳ rất là đồng cảm, mời bạn. Thấy em khóc chị muốn khóc theo, chị thấy thương quá. Để anh Hưng nói trước rồi để Kỳ thấy. Anh hiểu được cái sự lo sợ, chứ mừng nữa khi mà hoàn thành xong cái bài diễn của mình cũng có thể khóc được nữa. Thật sự là dễ thương lắm em. Cái xử lý cái giường đó, mà tụi em xoay chuyển một cách rất thông minh mà không hề bị gượng gập tí nào hết. Mặc dù nó không liên quan tới bước nhảy nhiều lắm. Nói chung là một sự tính toán rất là chặt chẽ trong cái bài thi này. Anh đánh giá cao, chúc mừng em. Còn John thì sao? Em nói hip hop không phải cái sở đoản của em đúng không? Sở đoản. Không phải sở trường. Sở trường. Hip hop không phải là sở trường của em. Nó là cái sở đoản của em. Nhưng lúc nãy em làm rất tốt. Anh không tin là lúc em nhảy mấy cái tổ hợp em rất là thấp. Mình phải xuống, mình phải ở dưới và thấp. Em hiểu không? Có mấy lần nhiều bạn nhảy hip hop thì thẳng chân. Thì lúc đó em đang ở dưới. Đó, như vậy. Ý của em là ở dưới. Đang xuống tấn. Đang xuống. Và quan trọng hơn cái thái độ của em lúc em nhảy, cái mặt, cái gương đúng mặt rồi. Nó rất là, mình kêu cái đó bằng mặt thúi. Mặt gì? Nãy vô nói mặt gì? Mặt thúi. Cái gì?
Ờ, sao có mặt thúi là sao? Là tiếng Anh mình nói bằng stank face. Stank face, cái gì có cái mùi không mặt thúi. Có nghĩa là, à trời ơi, để tôi dịch từ tiếng Việt qua tiếng Việt cho quý vị hiểu. Không phải có mặt xấu. Có nghĩa là cái mặt giống như là mình đang ngửi phải một cái mùi gì khó chịu. Đúng rồi. Mình nhăn mặt lại giống như đang nói bạc phạt phạt, tự nhiên nói cho mặt thúi. Mặt thúi. Nói thì nói cho hiểu. Hay nhất là Trấn Thành đã hiểu, đã dịch ra. Anh biết không, tuần lễ này chủ đề là sức mạnh. Tìm ảnh, em hiểu. Và cuối cùng anh chỉ muốn nói cái bài này tuyệt vời. Cảm ơn em. Kỳ, mời em, nói đi, cười hoài. Thực sự rằng là chị chỉ là cái nhìn của một người nghệ sĩ. Chị nhìn thấy được trong nước mắt của em, trong những giọt mồ hôi của em là sự cố gắng. Và em đã chinh phục được người khó tính nhất đây nè. Cái người mà tiếng Việt phải dịch ra tiếng Việt, nhưng mà họ vẫn có thể nói được tiếng Việt rằng là em quá quá tốt, quá xuất sắc. Vì vậy nên chị không còn gì để nói nữa, là em tuyệt vời. Cảm ơn Lê Gia Kỳ rất nhiều. Và thưa quý vị, nếu như yêu thích tiết mục này, chúng ta soạn tin nhắn BN khoảng cách 06 gửi về tổng đài 8369 để bình chọn cho bạn Thùy Trang quý vị nhé. Và điểm số đến từ bạn giám khảo. Xin mời giám khảo John Huy Trần. Wow, 8 điểm. Một điểm số rất cao đến từ giám khảo John Huy Trần. Mời Lê Gia Kỳ. Wow, 8 luôn. Anh Đàm Vĩnh Hưng, 8 điểm. Vâng, điểm trung bình của bạn là 8. Và đây là phần quan trọng. Mời bạn tiến về bàn cân. Cân nặng cũ của bạn là 92,6kg. Cân nặng hiện tại là 89,4kg. Bạn giảm được 3,2 kg, tương đương với 3,5%. Tổng điểm 11.5. Chúc mừng bạn. Yeah! Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.